Kênh YouTube bác sĩ cây nho Ninh Thuận xin chào tất cả các anh chị. Thì đã lâu lắm rồi thì em chưa quay video lại chia sẻ những kinh nghiệm cực kỳ thú vị về kỹ thuật trồng nho. Thì hôm nay thì là một ngày đẹp trời, ngày Chủ nhật, ngày 11 tháng 7 năm 2021. Thì em với ba em sẽ tiếp tục quay video chia sẻ về kỹ thuật trồng nho để gửi tặng đến cho các anh chị trên cả nước được xem. Và hôm nay thì em với ba em sẽ quay lại cái vườn nho kẹo ngọt hay có ký hiệu là NH0126 đã được em với ba em quay rất là nhiều video rồi, và cụ thể nhất là hai video gần đây là hướng dẫn cho các anh chị về cách xử lý cho những cái chùm nho, quả nho kẹo ngọt nhúng lớn quả hơn so với khi mà mình để nho lớn trực tiếp. Thì đến đây thì nho đã được 3 tháng rưỡi rồi, thì đã có kết quả thật là hiệu quả rồi. Thì em với ba em sẽ cùng chia sẻ về cái lợi ích của việc sử dụng cái hoạt chất GA3 và đậu quả nhé. Thì nào không để các anh chị chờ lâu hơn nữa thì hãy gặp nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là ba của em nha các anh chị. Dạ con chào ba. Chào con. Dạ. Thì ngay từ đầu thì con cũng đã chia sẻ, cũng bật mí cho các anh chị rằng hôm nay thì hai ba con mình sẽ quay lại cái vườn nho kẹo ngọt này đã được hai ba con mình quay cách đây khoảng 1 tháng rưỡi, đã chia sẻ cho các anh chị và cái kỹ thuật nhúng để giúp cho những chùm nho kẹo ngọt có thể lớn quả hơn khi để tự nhiên. Và đây là cũng là một cái khuyết điểm rất là nhỏ đối với nho kẹo ngọt, bởi vì đây là một giống nho mà có thể nói là du cho ra bông và du cho ra quả và du kháng bệnh đó, nên là các anh chị cũng đang rất là tò mò không biết là kết quả thử nghiệm của hai ba con mình như thế nào. Thì ba có thể chia sẻ đến hiện tại thì nó có những cái đặc tính gì khác biệt so với việc mình không có xử lý quả hay không ba? Thì trước hết là xin chào các anh chị và các bạn. Dạ. Đó, thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn là kỹ thuật đó, cho các anh chị và các bạn, đó là cách pha thuốc đó để xử lý cái nhúng cái chùm nho kẹo ngọt đó, tức thị là nho 26 á. Thì cũng như là sau coi như nói về các bạn là cũng hôm đó giờ là cũng biết là nho kẹo ngọt á là nó cũng dễ cho bông đó, nó rất dễ cho bông. Dạ. Đó thì nó cũng tự đậu được. Dạ. Nó đậu thì nó để nó tự đậu được. Dạ. Đó, còn nếu mà sau mà nho mà còn được 1 tháng rưỡi. Dạ. Thì nó đậu bằng khoảng bằng hộp bắp. Dạ. Đó thì các bạn nên xử lý thuốc. Dạ. Thì so với mà những cái vàng mà coi như là không xử lý thuốc á. Dạ. Thì nó trái nó rất nhỏ. Dạ. Đó. Đó thì như tôi làm á thì tôi được biết á. Dạ. Tôi rút kinh nghiệm. Dạ. Đó thì so với mình không xử lý thuốc á, trái nó rất nhỏ. Dạ. Mà chính nó không có cứng trái. Dạ. Nó dẻo cái trái. Dạ. Nhưng mà ăn cái chất lượng là nó không có giòn. Dạ. Thì bây giờ là so mình xử lý thuốc. Dạ. Thì mình pha thuốc á, thì cũng là chất đậu quả. Dạ. Với lại GA3. Dạ. Đó thì tôi cũng chia sẻ các bạn là được 1 tháng rưỡi á, là mình nhúng vô. Dạ. Đó, nhúng vô. Đó mình pha 2 thứ. Dạ. Mình nhúng vô. Dạ. Thì sau khi mà nhúng là khoảng 15 ngày. Dạ. Đó thì các bạn nên nhúng 1 lần nữa. Dạ. Đó thì trong một vụ nho 26 này á thì các bạn là nên nhúng là cũng 2 lần thôi. Dạ, 2 lần là vừa hả ba? 2 lần là vừa. Ừ. Đó là nhúng lên là lần thứ 2 là mình bỏ luôn. Dạ. Đó là để cho cái chùm nho nó lớn trái. Dạ. Phân thuốc thì mình cũng liều lượng y như vậy. Dạ. Đó, mình cũng cách thức phân bón là cũng liều lượng như vậy. Dạ, như là những cái video mà mình đã chia sẻ và toàn tập đối với kỹ thuật mà bón phân chăm sóc đối với nho xanh hay nho hạ đen thì mình vẫn áp dụng kỹ thuật như nhau ba không? Như nhau. Đó. Đó. Mình, nếu mà nho này thì 3,5 tháng, nói chung là 3 tháng đến 3,5 tháng là nó chín. Dạ. Đó thì nó cũng tương đương với nho đỏ thôi. Dạ. Thì tương đương nó trở nho đỏ chắc tầm khoảng 10 đến 15 ngày. Nó tương đương với nho hạ đen. Đúng. À. Nó tương đương nho hạ đen thì mình coi mà cái đúng tầm có 2,5 tháng thì mình nên bón kali. Dạ. Đó, bón kali cho nó cứng trái, nó chín cái màu nó đều trầm hơn. Dạ. Đó. Thì cũng chia sẻ các bạn là đó là đây, mình phải đúng 2 lần như vậy. Đây. Nó bự, thấy trái nó lớn hơn. Đây. Nó bự đó. Tương đương với ngón gần ngón tay cái, ngón tay trỏ này, còn ngón tay cái đây. Đây, rất là to nhé. Chứ thường mà trung bình thì nó cỡ ngón tay út thôi. Nếu mà để tự nhiên đó, mà đặc tính của nho 126 nữa là cái hạt rất là nhiều, mà khi mà cái trái nó rất là nhỏ thì mình ăn nó không có đã. Đó. Thì nếu mà mình giải quyết được khuyết điểm là cái quả nhỏ thì đảm bảo là ăn những cái quả nho kẹo ngọt thì cũng rất là đặc biệt. Đó, đây là một giống nho, cũng là một giống nho có hương thơm này. Đó, chỉ cần mà khi nho chín lên đó, các anh chị chưa cần mà phải thưởng thức đâu, chỉ đi vào vườn nho thì đảm bảo là nó rất là thơm rồi. Như hiện tại là những cái chùm nho đây này, nó đã tỏ ra cái mùi hương rất là dễ chịu khi mình đi vào vườn nho, nên nhiều anh chị mới hay là nhiều nhà vườn này hay bà con nông dân đặt cái tên rất là thân quen là nho kiều ngọt đó các anh chị. Đây này, những chùm này thì đang chín này, trái rất là cứng đó. Thì cái năng suất hiện tại đối với cái vườn nho mà của mình quay á thì nó chỉ có 2 cây thôi. Thì hiện tại là dự kiến là mình sẽ thu hoạch khoảng bao nhiêu ký trên 2 cây nho này hả ba? Thì cũng chia sẻ các bạn là đấu với mà các bạn và các anh chị mà làm cảnh đồ chơi á. Dạ. Đó. Nhưng mà làm cảnh đồ chơi mà như 2 gốc đây các anh chị coi đang quay nè. Đây, đó, rất là sum sơ luôn, 2 gốc thôi nha các anh chị. Cành nhánh nó tốt luôn. Dạ đây này. Đó, lá thì rất là xanh. Lá xanh. Nó không có hiện tượng bệnh. Đó. Nhưng đó. Mà chùm, cái lượng chùm gì đây. Các bạn cành 2 chùm rất đẹp. Đó. 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 Nhưng mà ước tính là 2 gốc này là khoảng 10 kg. Wow. Đó. Dạ 10 kg nha các anh chị. 2 gốc này là khoảng 10 kg. Đây. Wow. 10 kg mà rất là đã nha. Đó. Các bạn á, mà trồng cảnh chơi thì thấy rất đẹp. Dạ. Nhưng mà mình nhìn rất đẹp nhưng đây. Mà mình có quả để ăn nữa. Dạ, đó. Để ăn rồi đây. Chẳng hạn như là giới thiệu với bạn bè. Đây. Rất đó. Là thú vị. Giới thiệu với bạn bè là nó rất là nhiều hương vị, nó thơm. Dạ. Đó. Ăn thì nó cũng giòn. Dạ. Đó. Thì chia sẻ các bạn là vậy. Dạ. Đó, các anh chị xem đây. Chỉ 2 gốc thôi nha. Đây nè. Em quay xa ra để cho các anh chị thấy là em quay là đúng sự thật nhé. Đó, chỉ 2 gốc nho thôi mà 10 kg nho, thích hợp cho việc trồng sân thượng nè, hay là xung quanh nhà mình có diện tích thấp là trung bình là tầm 2 cây á, là tầm như đây là khoảng bao nhiêu mét vuông hả ba? Thì phòng này là nó khoảng 10 mét vuông thôi. 10 mét vuông. 10 mét vuông. Đó, là tầm 2 cây nho. Hoặc là 3 cây nho thì mình thu hoạch là một mùa vậy á, là nếu mà đạt năng suất mà năm thứ 2 như cây nho em đang quay này là bắt đầu từ năm tuổi thứ 2 này, dàn cành đã đủ rồi á, thì cái năng suất đây này trên 10 kg này, từ 10 kg đến 12 kg nha các anh chị. Đây rất là sum sơ đó, thì đảm bảo cho gia đình mình thưởng thức là cứ nho mà vào mùa nóng mà để tủ lạnh mà ăn dần dần thì rất là tuyệt vời luôn đó. Đây các anh chị cùng xem. Đó. Và hai cái kỹ thuật mà xử lý nhúng mà họ chót đậu quả và cũng như là họ chót GA3 thì đã được em với ba em chia sẻ rất là kỹ rồi. Nếu mà các anh chị xem video này á mà chưa kịp xem lại hai video lúc trước ba em với ba em quay á, thì các anh chị xem xong á thì hãy gõ lại và xem nhé. Thì lúc đó thì liều lượng này hay là thời điểm như thế nào và có những lưu ý gì á thì đã được em với ba em chia sẻ rất là kỹ rồi. Thì bây giờ em với ba em là chỉ quay lên là nói lên là kết quả cuối cùng khi mà sử dụng hai hột chót đó. Và em xin khẳng định lại là hai hột chót này rất an toàn với con người mình, và cũng rất là nhiều nước sử dụng, và đặc biệt là như là Nhật Bản, Hàn Quốc là vẫn sử dụng cho những cái dòng nho như nho mẫu đơn này hay là những cái giống nho cao cấp khác nha các anh chị, nên là cực kỳ yên tâm và an toàn đến sức khỏe. Đó. Vậy là kết luận cuối cùng lại á, là mình có cần phải nên sử dụng hai hột chót G3 đậu quả cho cái vườn nho kẹo ngọt hay không ba, để cho các anh chị có thể tự tin cùng farm mình và cùng ứng dụng để tạo ra những sản phẩm chất lượng để cho gia đình, người thân và bạn bè mình sử dụng hả ba? Thì chia sẻ các bạn và các anh chị á, dạ, là cũng như là tôi làm á, dạ, theo rút kinh nghiệm của tôi á, dạ, là mình nên xử lý hột chất, dạ, hột chất GA3 với chất đậu quả, dạ, đó là trái nó tăng trưởng hơn, dạ, lớn trái nó đẹp hơn, dạ, đó, đó. Ừ, thì đây, các bạn là phải nên xử lý thuốc, dạ, chứ không có thì trái nó rất nhỏ, dạ, nó xấu cái chùm nho, dạ, đó, nó nhỏ là nó không có đẹp, dạ, đó, nhưng mà cái chất lượng chùm á, dạ, không có, trái nó không được cứng, dạ, đó. Nhưng mà các bạn xử lý thuốc là trái nó bự, nó cứng, dạ, cứng. Mình ăn nó rất giòn, bóp vô nó cảm giác cứng liền này, đó, nó cứng ngắt hơn, dạ, chia sẻ các bạn vậy, dạ, đó, nên là các anh chị hãy yên tâm nhé. Em khi đã nghiên cứu và áp dụng thành công và cũng đã tìm hiểu rất kỹ về những cái hột chót đó có an toàn với cơ thể của mình hay không, thì sau đó thì em với ba em mới thí nghiệm và mới hướng dẫn và chia sẻ đến cho các anh chị, nên các anh chị hãy yên tâm nhé. Đó. Đây. Một cành là toàn 2 chùm không ba? Là trước đó là con nhớ là một cành 3 chùm luôn á, là mình sẽ bỏ bớt nữa, 3 chùm bông luôn á. Nho 126 là dễ ra bông lắm. Đó. Ngọt là nó rất dễ có bông. Dạ, đó. Đó. Một cành là các anh chị xem này. 3 chùm. Một cành đó. 3 chùm. Đó là cái bông mà tôi bỏ bớt. Đó, bỏ rất là nhiều rồi đó. Bỏ bớt 1 bông, còn để 1 cành 2 bông mơ. Dạ đây, một cành cứ 2 bông, bây giờ là thành 2 chùm đang chín này. Đó. Đây nè, các anh chị thấy không? 1 cành 2 chùm, cành 2 chùm. Đó. Rất là đẹp luôn. Đó thì vậy em cũng xin lưu ý lại các anh chị lại những cái điểm ngắn gọn này. Đó. Thì thường á là khi mình xử lý đối với nho 126 á, thì mình không nhất thiết mình phải xử lý kéo dài bông này hay là xử lý đậu quả vậy đó. 126 là một cái dòng nho giống như là mang yếu tố là rất là thiên nhiên rồi, nên là mình cứ để tự nhiên cho nó tự bông nó ra lớn cỡ bao nhiêu thì để lớn bao nhiêu. Và khi mà nho đậu quả thì tốt nhất mình cũng để tự nhiên và hạn chế phun thuốc, bởi vì khi mình phun thuốc lên đó, thì em đã test qua nhiều các anh chị rồi và cũng kết luận lại là mình cứ nên để tự nhiên. Và mình sau đó mà nho đã đậu quả hoàn thiện á, thì mình khi nho được 1 tháng 10 ngày á, thì mình bắt đầu tỉa quả. Sau khi tỉa quả xong á, thì mình sẽ bắt đầu nhúng lần 1 vào giai đoạn 1 tháng rưỡi, và lần 2 là sau 15 ngày là 2 tháng, và sau đó là mình chăm sóc đến khi giai đoạn mà chín. Thì lúc đó thì đảm bảo là những chùm nho của mình chỉ như những cái hình ảnh mà các anh chị đang xem thôi. Đó, rất là đẹp. Đó. Thì em xin lưu ý các anh chị những điểm nhỏ đó. Và nếu mà các anh chị muốn biết thêm về cái kỹ thuật nhúng và cái liều lượng như thế nào thì hãy xem lại những cái hai video trước đã được em với ba em quay và chia sẻ rồi nhé. Đó. Thì vậy video của hai ba con mình đến đây là cũng đã đủ thời lượng rất là dài và cũng rất là đủ nhiều thông tin rồi. Con thay mặt các anh chị cảm ơn ông bà rất là nhiều. Tuy công việc rất bận rộn, vẫn có thể dành rất là nhiều thời gian để làm những video chất lượng và cực kỳ ý nghĩa gửi tặng đến cho các anh chị yêu thích trồng nho trên cả nước này. Dạ. Thì thôi bây giờ đến đây là cũng chia sẻ các bạn là nho 26 này. Dạ. Cũng đó là cuối vụ. Dạ. Là cũng tôi cũng làm cái vụ này nó cũng thành công. Dạ. Đó. Ừ. Thì cũng chia sẻ các anh chị và các bạn. Dạ. Đó là đến đây thôi, cũng tôi cũng xin tạm dừng. Dạ. Đó. Đó, nhận lại các bạn và các anh chị là những vụ sau. Dạ. Đó. Thì tôi xin cảm ơn các anh chị và các bạn. Dạ. Dạ, con xin chào ông bà. Vậy video của em và ba em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo nhé.